Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tắt thông báo sinh nhật trên Facebook. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn. Bước đầu tiên thì các bạn vào cho mình cái ứng dụng Facebook này. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tắt thông báo sinh nhật của mình và của bạn bè nha. Bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn cách tắt thông báo sinh nhật của mình trước. Rồi thì sau khi các bạn đã vào ứng dụng Facebook rồi á, bước tiếp theo các bạn bấm vào cái phần ba gạch này nha, là cái phần menu nha, các bạn bấm vào. Sau đó các bạn bấm vào trang cá nhân Facebook của mình. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào xem thông tin giới thiệu của bạn. Rồi sau đó các bạn kéo xuống. Các bạn chú ý vào cái mục là thông tin cơ bản này. Có cái mục ngày sinh của mình này. Thì bây giờ các bạn bấm vào chỉnh sửa nha. Rồi sau đó các bạn chỉnh sửa ngày sinh và tháng sinh của mình về chế độ chỉ mình tôi. Các bạn bấm vào cái mục công khai này. Sau đó các bạn chọn vào chỉ mình tôi. Và năm sinh nữa. Nếu như các bạn muốn thay đổi thì các bạn bấm vào công khai. Sau đó các bạn bấm vào chỉ mình tôi. Rồi các bạn bấm vào lưu nha. Thì khi các bạn đặt ngày tháng năm sinh của mình ở chế độ chỉ mình tôi á, thì Facebook nó sẽ không biết mình sinh ngày tháng năm nào. Thì nó sẽ không thông báo sinh nhật của mình đến với những người bạn ở trên Facebook. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tắt thông báo sinh nhật của bạn bè. Thì bước đầu tiên các bạn cũng bấm vào cái phần menu, là cái phần ba gạch chỗ đây. Các bạn bấm vào. Sau đó các bạn kéo xuống. Các bạn bấm vào cài đặt và quyền riêng tư. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào cài đặt. Rồi sau đó các bạn kéo xuống. Các bạn bấm vào thông báo. Rồi bước này các bạn kéo xuống, các bạn bấm vào sinh nhật nè. Rồi bây giờ các bạn muốn tắt thông báo sinh nhật của bạn bè á, thì các bạn bấm vào đây. Cho phép thông báo trên Facebook này. Thì bây giờ các bạn muốn tắt thì các bạn bấm vào tắt. Tắt thông báo ngày sinh nhật. Bạn sẽ không nhận được thông báo trên Facebook qua thông báo đẩy, email hoặc SMS. Thì mình bấm vào tắt nha. Rồi vậy là mình đã tắt thông báo sinh nhật trên Facebook của mình và của bạn bè thành công nha. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.